bắt đầu vào phía trong. Cả nhà ơi, phía sau Linh đó là cái bay Bangkok, là một cái trung tâm mua sắm rất là nổi tiếng ở Hà Lan. Nhưng mà trước khi cái thời lạm phát đó, là trung tâm này nói chung là nổi tiếng lắm và gần như cái thành phố lớn nào cũng có hết. Tuy nhiên sau đó thì bởi vì những cái hàng hóa của đó là đồ hiệu cho nên cũng khó thu hút nhiều thành phần. Chỉ là những cái giới mà giống như là hơi tiền nhiều một tí thôi. Và ngày xưa Linh cũng hay thích vào đây để Linh mua đồ quần áo, nhất là đồ sale với sếp cả nhà. Nói thật luôn, cũng là đồ sale thôi chứ không phải là mua nguyên giá đâu. Thì lâu lắm rồi không có đi, tại vì nói chứ hồi xưa Linh ở cái thành phố gần Enschede thì nó có một cái trung tâm Bangkok ở đó, Linh vào hoài. Nhưng mà bây giờ thì đi lại những cái đền hạt hoặc là Amsterdam mới có, xa nhà Linh lắm cho nên Linh không có đi. Và ở cái phía xung quanh này có rất là nhiều quần áo luôn cả nhà, nhiều cái tiệm quần áo và đồ rất là đẹp. Bây giờ mình dịch vô coi nha, nói nhiều quá. Mới vào là thấy mắc kiến, người ta để chỗ này là sales, nhưng mà nói thiệt tình nha, nãy giờ đi 2-3 vòng rồi đó cũng không thấy nó cái mắc kiến mình thích nó sales. Chỗ này thì treo quần áo kiểu trưng bày ít ít thôi cả nhà, không có nhiều lắm, vài cái như vậy thôi nè. Đây là giày của Burberry, cái hãng này thì quá nổi tiếng rồi. Và cái đôi này là 600 mấy, gần 700, tính ra coi kệ cho nó 700 đi ha, nhìn cũng đẹp. Nhưng mà đúng là cũng đau lòng. Tuy nhiên thí dụ mình mua mà mình mang được vài năm nhiều thì giá cả nó cũng rất là tốt. Mọi người thấy nó để sale off là 50%, 50% như vậy nè. Giỏ của những cái hãng này thì nó cũng không có quá rẻ đâu nha cả nhà. Nói chung là trong cái khu shop này thì là hàng hóa của nó gọi là thôi đi, mình cho là người thu nhập cao đi, nhà giàu đi, thì hàng hóa của nó không có rẻ tí gì cả. Nhưng mà nếu mà mình đi ngay cái những cái dịp như thế này nè, thì mình mua quần áo hoặc là giày dép nó Linh thấy rất là hợp lý luôn. Như vậy ở đây thì Linh thấy đôi này có 165, Linh coi lại thì Linh không rõ, giảm 30% thì nó không quá mắc. Khi mà con Linh còn nhỏ đó, Linh hay vào cái trung tâm như thế này ở những thành phố khác, Linh mua quần áo cho tụi nhỏ vì có những cái hãng riêng của cái tên Bangkok này, này thì đồ rất là đẹp. Cái giỏ hiệu này thì mọi người biết rồi đó, quá trời nổi tiếng. Ở bên mình nó trưng bày như vậy nè, ở trong cái khu mall luôn chứ không phải là họ có một cái quầy riêng. Họ cũng có quầy riêng nữa nhưng mà ở cái mall lớn cũng có những cái hãng nổi tiếng như vậy. Hồi xưa còn có Chanel nữa nhưng mà nãy giờ Linh đi thì Linh chưa có thấy. Cái này 800 mấy nhưng mà cái này thì lại mắc hơn. Linh không hiểu tại sao là cái ba lô nó nhỏ hơn, nó mắc hơn. Tại vì chắc là chi tiết của nó đó khó làm cho nên giá tiền công nó sẽ tính cao hơn. Bên này cái giá tiền công rất là mắc nha cả nhà. Còn cái hãng này thì Linh thấy giỏ nó phù hợp với lại cái độ tuổi của Linh nè, nhìn nó sang trọng. Còn cái Louis Vuitton nó trẻ trung quá. Phải chi cái lúc mình trẻ mà mình có thu nhập bây giờ thì mình sẽ mua của nó. Nhưng mà mấy cái này thì Linh thích hơn, tại vì mình đeo vào Linh thích là không có thấy cái hiệu. Rồi Linh thì có xài giỏ rất là trung thành của một cái hãng giỏ của Ý, thì nó là bằng da thật và cái giá cả của nó từ 300 mấy tới 500 mấy thôi thì rất là hợp lý và thiết kế cũng rất là tinh tế. Ở đây thì nhìn họ trình bày rồi họ để cái đèn á, nhìn nó đẹp quá ha. Ở khu này á chỉ trưng bày giỏ sách, giày dép, mỹ phẩm, ít có quần áo. Thì Linh nghĩ là quần áo nó sẽ ở những cái quầy trên.
Ở bên mình đó là quầy nào ở cái mall nào đẹp hết, cái nhà trung tâm thương mại nào đẹp. Linh đi lâu quá rồi Linh không có vào mấy cái mall của bên Việt Nam mình, lúc trở về Linh cũng không có vào luôn á, cho nên bây giờ không biết cái mall nào bên mình đang nổi tiếng. Mình cảm thấy mình đi vào đây á, mình thích hơn là mấy cái shop nhỏ nhỏ luôn á. Nãy giờ mình quay dù là Linh hơi ngại, dầu thơm của hãng này thì Linh quá thích rồi. Nhưng mà Linh thấy nó dễ quay hơn là cái shop nhỏ nha cả nhà. Nãy giờ mình đi mình quay chẳng ai nói gì mình cả, còn mấy cái shop nhỏ thì người ta sẽ nói rồi đó, cho nên mọi người thấy Linh ít có quay trong shop nhỏ nhỏ là vậy đó. Lần sau Linh sẽ đi lên đây với lại con của Linh, tại vì Linh thấy có mấy cái áo khoác đẹp quá mà không có nó thì Linh không dám mua, tại vì con nít bây giờ đang tuổi teen nó không có chịu mua đồ của mình kiểu mình chọn nữa. Hãng này đang khuyến mãi và vừa rồi Linh cũng mua một đống ở thành phố của Linh luôn, thì bây giờ chắc một chút xíu Linh lại Linh vớt thêm mấy cái nữa, tại vì thấy nó rẻ và nhiều mẫu mã quá. Cá màu trắng này rất là đẹp luôn, màu đầm màu trắng. Nhưng mà còn có hai cái size này là size L và XL, làm sao mà mặc được? Mình chỉ mặc size XS hoặc là S thôi. Hiện giờ thì đang là S, mình đang giảm cho nó trở thành XS như cũ. Khó quá cả nhà ơi, ở cái độ tuổi của mình thật sự là khó luôn á. Họ trưng bày ở đây nhìn đầy màu sắc hết á, nhưng mà nó không có chói lòa, nó không có bị sến nữa cả nhà. Mình phải cao cao một tí, mình sẽ chọn những cái áo đầm bất cứ cái nào mình thích. Mình hơi thấp, cho cái dáng của bé này đẹp quá à. Sao mình không được sanh ra vào cái thời trễ trễ khoảng 10 năm á, thì dáng mình sẽ đẹp hơn. Tại vì sao mình không hiểu, tại sao mình cũng ăn uống đầy đủ lắm mà, mình cũng được chăm sóc đầy đủ lắm mà, tại sao mình lại thấp ta? Cái kiểu này thì không hợp với mình rồi. Cho dù mình có lớn một tí nhưng mà mình vẫn chọn cái kiểu trẻ trẻ. Mình rất là thích mặc mấy cái đầm dài như vậy và guốc cao gót. Nhưng mà thôi, đi quay tùm lum như vậy làm sao mà mặc được. Vào đây hả? Không muốn ra luôn. Vừa trời ở ngoài nóng, vào đây thì vừa mát và mát người và lại còn mát mắt nữa chứ. Ở đây là có rất là nhiều tầng. Rồi ở cái khu này thì quần áo trên đó là đồ bếp, rồi đồ ngủ và mấy cái giường đồ đó cả nhà, chứ không phải là chỉ có quần áo thôi. Ở dưới thì là mọi người biết rồi đó, mỹ phẩm và mấy cái mặt hàng trang sức. Đây là nhà hàng. Và nhà hàng này thì Linh thấy không có bán đồ ăn nóng, chỉ có bán đồ ngọt mà thôi. Mình nó đang sử dụng cái chế độ automat gì của telephone nó, mình lỡ mình sử dụng thì bây giờ mình không biết làm sao mà để mà chỉnh lại cái chế độ bình thường, tại cái chế độ này Linh thấy nó bị rung. Và nó zoom in zoom out thì tự nó zoom thôi chứ Linh đâu có zoom đâu. Cái chỗ này Linh tưởng là cho con nít chơi mà cuối cùng lại cản như vậy thì Linh không biết là cái gì. Bên đây bán rất là nhiều sô cô la. Đó, nó tự zoom đó. Mình đâu có muốn zoom cái kiểu này đâu, zoom gì đâu chẳng thấy cái gì hết. Sorry cả nhà nha, tự nhiên mình quyền rủa cái máy của mình. Đây thì có nước trái cây, có rất là nhiều loại trái cây, đào nè, gừng nữa. Nó tự zoom in, nó tự zoom out vậy đó, tức muốn chết luôn. Hy vọng là một hồi mình sẽ chỉnh lại được. Hãng mỹ phẩm này mình thích, mình xài dầu thơm nhưng mà mình chưa có xài mỹ phẩm. Là tại vì á, mình nghe nói là qua 50 xài của cái hãng này thì sẽ tốt cho da. Mình thì chưa tới cái tuổi đó và mình cũng mong là mình tới thiệt là chậm để mình không có mong đến cái ngày mình xài cái này, tại vì đến mình xài cái này là mình đã qua 50 rồi.
đi vào một chút, hồi nãy quay ở dưới chút chút thôi, không có quay cái khúc này rồi đi lên, bây giờ đi xuống thì quay tiếp. Chị mình chán cái máy của mình quá, mình chán mình ghê luôn á. Son môi họ đang trang điểm cho người ta thử. Bên này là hóa mỹ phẩm, dược phẩm á cả nhà. Mình không biết mình nói trúng cái tiếng Việt hay không mà gọi là dược mỹ phẩm á. Rồi giày dép này á, thì mình nghĩ á, mọi người biết không, mình mua mấy cái đôi chói lọi như vậy nè thì nên mình mua cái của hãng mắc tiền, tại vì nếu mà rẻ tiền cái màu sắc nó lạ lắm cả nhà, màu sắc nó sến sủa lắm. Đôi giày này là 100 đây, 100 mà sale 50 40% thì không có mắc gì hết hết. Kiểu dáng rất là thanh mảnh, rất là lịch sự, rất là đẹp, nhưng mà mình rất tiếc là mình sẽ không có mua, là tại vì mình sợ đi giày cao gót lắm rồi, mình cả đống ở nhà luôn, có sử dụng bao giờ nhiều đâu, toàn là sử dụng đi vòng vòng cái chợ của mình thôi, chứ tiệc tùng thì cũng ít lắm. Mùa hè tiệc tùng thì chỉ có barbecue thì ở ngoài thôi, sao mà mang giày cao gót gì được, toàn là đi chân đất không. Còn mấy cái tiệc lớn lớn gì đó thì ít khi nào mình đi tiệc cưới bên này lắm nha cả nhà. Mình qua đây mình đi chỉ có ba cái tiệc cưới thôi, còn tiệc sinh nhật đồ nó cũng mặc, người ta cũng mặc đồ đơn giản, rồi mình vào nhà bạn mình chơi là cởi giày ra hết, điệu điệu thì mới mang đôi giày lên để chụp hình thôi, rất là buồn cười. Đây là phía ngoài, phía ngoài của cái khu vực này, và Linh thấy đây 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 có tượng hai người Hồi giáo, hai cô bé Hồi giáo, không biết tại sao lý do gì lại trưng ở đây. Và xung quanh đây là cái chỗ để cho mình ngồi nghỉ ngơi, và đầy shop hết. Mình đi nãy giờ mình đi, mình quyết định đi cả ngày nay là khoảng 5 tiếng đồng hồ rồi mà mình chưa có đi hết cái chỗ này luôn. Đây là phía ngoài của Bangkok, phía xa xa mình nói đó là khu của Trung Quốc, người Trung Hoa, người châu Á, nói bậy không à, nói tùm lum hết rồi. Đây cũng là shop quần, shop giày dép, túi xách, rồi chỗ bán thức ăn. Đây Linh thấy có một chiếc xe đạp nhìn rất là độc đáo, chắc là xe đạp điện. Mấy cái chiếc xe này á, nếu mà có điện sạc đầy đủ thì chạy thích lắm nha cả nhà, nếu mà không có điện đã thấy mồ luôn á. Mọi người mệt chưa? Linh thì cũng thấm thấm rồi đó, nhưng mà sẽ đi ăn. Clip sau Linh sẽ mời cả nhà đi đến khu Trung Quốc, chua giữa châu Á để ăn nha cả nhà. Cũng đói chứ bộ. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip của Linh. Chúc cả nhà một ngày thật vui, nhớ share và like cho Linh nhé.